chào buổi sáng. Nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, mịn man theo làn gió. Mơ hơi, chợt cảm thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương, ngày mới đến rồi. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời, cô gái tóc dài rồi đó. Cô mới đi lướt 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 thiệt là nhẹ, không nghe một tiếng động nào hết trơn á. Cái dòng trái nhìn nhìn mới đi làm sao mà sao thấy ghê quá vậy, đi một lát rồi hút mất tiêu luôn, không thấy một bóng gì, không thấy tiếng động gì hết. Cái tự nhiên có một cái nó đổ một cái râm một cái thôi, hết hồn giật mình. Tắt, kể tiếp, lát nữa tao nghe. Tắt. Tiếp nữa nha, tiếp nữa. Dạ chắc thôi bà, con cũng thích nghe lắm nhưng mà... Sao? Mà sao? Bà nó thay quần. Cái thằng này có gì mà nhắc hết à? Còn thằng này có thay gì không? Mày. Đi, mẹ mày. Rung. Vậy thì mẹ nghe mày. Hết sợ, nghe nhiều hết sợ, nghe ít thì sợ. Nghe nữa không? Bà trời ơi, cái thằng này bữa nay mấy bữa nó sợ ma lắm mà bữa nay nó rung đánh một cạp ăn thì không. Đi về thay quần đi. Đi. À, ấm tao đi hả? Làm gì mà mắt tao ấm mày, giọt bẻ bố nó rồi. Trời đất sao? Ơi mặt căng mà chân không đi nổi hả? Sao mày quá đặt giọt bẻ rồi mẹ chèn đét ơi. Hai cái thằng thanh niên sẵn sàng nghe mà sợ ma mới tức cười chứ, bởi vậy dễ gạt lắm.
từng thắng bước một này, chân trái rồi chân phải nhá. Đếm 2, 3 này, 2, 3 chân trái qua chân trái mà. Tao biết chân nào tao chết luôn á. Ơi, đây là chân này chân mà. Trái này. Rồi. Chân phải bước lên, chân trái bước xuống. Tao thấy đi nó hơi lâu. Quay. Hình như tao có nghe cái tiếng gì á. Tao cũng nghe thấy. Ê, hình như chị Phương Thanh về xóm mình hát mẹ. Mình đi nhá. Giờ đây mình muốn ăn đâu ra nữa. Nè mày, này nghe không? Cộng lòng. Mày không nghe thấy trong tiếng hát nó có một cái sự u ám à? Ủa không cả. Đó. Nhớ anh em buồn, buồn vì ai. Cái giọng hát càng đến gần mình. Ê, hai đứa tụi mày có nhớ bà Bảy nói là ma thường gặp những đối tượng nào không? Thường gặp nhất là những người phụ nữ buồn và những chàng trai đồng trinh. Bình tĩnh. Giờ nghe tao này. Tao đếm 2, 3 chân trái bước xuống nhá. 2, 3 chân trái lùi xuống. 2, 3 chân phải lùi xuống. Một thằng quay mở cửa. Chạy vào trong. Nhanh. Một lạy kìa hai đứa. Một lạy kìa. Một lạy cho các vị thần thánh. Lạy đi. Không nghe tôi. Một lạy này. Lạy thứ hai. Lạy thứ ba. Vì nãy mình kêu ba lạy đi. Ừ, ba lạy đó. Mình kêu ba lạy đi, mình kêu từng lạy. Rồi, lạy thứ ba. Rồi. Giơ hai tay ra. Không lạy nữa hả? Không lạy nữa rồi. Hai tay ra. Rồi. Ấy. Bây giờ tao hát thì tụi mày hát theo tao nghe chưa? Ừ. Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rộn ràng. Mày hát sai tông rồi. Mày các vị thần thánh để tao hát. Cho bao nhiêu đắm say mơn man tình vỡ tan, thoát ra là thênh thang chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng lên mưa đi. Wow, mày làm cái gì đấy? Có thực mới vực được đạo. Mày điên à? Báng bổ vị thần thánh bỏ xuống. Thằng điên này. Hey, bây giờ hỏi tụi bay nè. Hả? Mày cúng vậy, con ma nó có xuất hiện không? Tất nhiên là nó sẽ xuất hiện chứ. Nhưng mà theo tao nghĩ á, nếu mà con ma xuất hiện được thường thì tối nó mới xuất hiện. Mất mớ giờ này nó sẽ xuất hiện. Không. Mà xúc xích ngon mày. Ai dạ? Mày cực kỳ bám bổ các vị thần thánh. Mày đang linh thiêng mà mày ăn của người ta. Rồi sao linh? Tụi mày không nghe. Đừng im, cứ bình tĩnh. Nó đã tới, nó đã xuất hiện. Dừng cửa này. Dừng cửa này cho tao. Chân trời. Rồi. Đứng qua bên này. Mở cửa ra là tao cho ăn đòn. Đứng qua, nép qua bên này. Đấy, tao mở là sao mà. Rồi, mở. Yêu ma. Cái gì? Tụi mày làm cái gì? Cô ăn chơi. Quậy nữa hả? Tụi mày mà quậy nữa nha. Tao tăng tiền điện, tăng tiền nước, tao tăng tiền nhà. À, không phải đâu cô, tụi con đang họp lớp. Họp cái gì? Đang liên hoan. Dạ. Hoan cái gì? Con quậy nữa nha. Tôi phạt. Tôi sẽ cho quét rác 1 tháng. Nữa đây. Nhớ hả? Ăn luôn mày ơi. Trời ơi. Cô gì ạ? Đây. Tao con rửa. Thêm món nữa đây nè. Ăn đi. Dạ. Đây. Bánh tráng trộn. Dạ. Ngon không? À. Thế sao? Đêm ngủ được không? Đêm qua ngủ đâu được đâu bà. Sao toàn chuyện xui không mà. Con đâu biết đâu. Hình như cái phòng có cái gì đó mờ ám hay sao. Ở cái phòng cuối rồi phải không? Dạ. À.
cái phòng đó lâu lắm rồi, cần con không, phải không? Dạ. Không có ai ở hết trơn á, cho nên là âm khí dữ lắm. Ủa? Trời ơi, chẳng nào đêm hôm qua tôi nghe thấy cái tiếng gì kẹt đó, đúng ở phòng bên đấy rồi. Kêu càng két phải không? Dạ đúng rồi, đúng. Đúng rồi bà. Cái phòng ngay phát là cái tiếng đó đó. Không có ai dám ở hết trơn á. Có một lần đó con cô gái tóc dài, cái cô lợi cô ở nhờ quan đêm. Nhưng mà em biết sao không? Ở con đêm mà lạ lắm nha. Cô đi xuyên tường luôn. Xuyên tường? Xuyên tường hả bà? Đi xuyên tường, biết không? Rồi á, cô mới đến hỏi thăm. Biết hỏi thăm ai không? Từng phòng hỏi đủ thứ chuyện hết trơn. Cô hát hay lắm nha. Cô hát những cái bài về cổ á, cho người ta nghe. Nhưng mà bà ơi, cái cô ấy thường hỏi thăm những đối tượng nào bà? Cô hỏi thăm thứ nhất là mấy cái cô gái mà có tâm sự buồn á. Thứ hai nữa đặc biệt, cô hỏi thăm mấy chàng trai. Trai nào bà? Mấy chàng trai mà còn trinh á. Về chưa? Ê! Cái gì á? Trời ơi, tự nhiên nhìn vô kiến thấy đầu bự chà bá hết hồn. Mày điên à? Mày không giặt đồ thì mày tắt cái nước đi. Coi tiền như 8 ít vậy. Chút xíu nữa giờ tao tắt. Mày đừng có làm phiền tao. Tao tìm sắp ra rồi. Tìm cái gì? Theo như lời của Tiếng Mộng nói, con ma này chết là do chưa được tận hưởng. Cái gì? Mày không nghe Tiếng Mộng nói hả? Trước khi nó chết nó thường kiếm những thằng đồng chính. Ai mày cho nó tận hưởng đi. Ấy mày khùng quá. Anh em với nhau à? Bây giờ ba anh em phải giữ lại đi, kiếm ai hy sinh cho người ta được không? Mày khùng quá, cách đó không ổn đâu. Cách gì? Tao có cách của tao rồi. Thôi, tao chọc mày thôi. Chứ riêng về tâm linh. Ấy, anh đây là trùm. Đây là số hàng anh em cần mang đi để chống chọi con ma của nó. Ô, ma quá anh cay hả? Mày khùng quá, đây là đồ nghề của tao rồi, bắt ma, diệt ma. Tỏi và ớt. Mày định giã làm nước chấm mày hết hả? Giã nước chấm mày, tao giã mày, mày bố láo, mày toét. Này, để nó nghe đi. Cách này cũng được, tạm đi. Nhưng mà tao có cách của tao còn hay hơn nữa. Cách gì? Bây giờ, mình sẽ chơi tương kế tụ kế. Là sao? Có nghĩa là một trong ba thằng mình sẽ giả một con ma này. Bước ra, nhử con ma khi tới. Và khi nó tới, mình sẽ trừng trị con ma nữ đó. Để cho tạp ly không? Kiểu anh hay. Nhưng mà tao nghĩ như này, trong ba thằng mình, cái thằng giống ma nhất là thằng này. Đúng vậy, mặt mày khỏi cần quá trang, mày bước ra cái là người ta sợ mày liền à. Sao, đồng ý không? Đó, ok, mày đồng ý rồi. Ê, mà khoan nha, cái cách của mình tên là gì vậy? Phải đặt group đàng hoàng như ba. Cách này của mình, tao tạm đặt là lấy ma trị ma. Ồ, không sao, cái khu ở trọ mình mà bình thường. Thôi, ba anh em mình làm một cách cho nó sơ bị nào. Cho khí thế nha. Cả ba cùng hô. Nào, 2, 3. Lấy ma trị ma. Đi mày ơi, đi mày ơi. Có biến nha, Ê, chờ tao với, có biến nha. Ê. Trời đất ơi, hai thằng mày kiếm cái khăn ở đâu mà hôi thế? Cái khăn trùm xe của bà Bảy thằng Hưởng bả đó. Cố lên mày ơi. Mày lấy khăn trùm xe luôn hả? Ừ, mày coi nào xài cái đó đi chứ sao bây giờ. Ừ. Cố lên gắng đi. Mày chỉ có mày mới giúp được thôi, còn không có là thua luôn. Đúng rồi. Mày đặt lấy cái gì? Mày đi về quê, tới đấy rồi. Không, mình thấy, mình thấy. Có gì mà kiếm ra. Mà thôi, mà thôi. Mà, tới khi chậm đi nha. Ê.
Mày có nhìn thấy cái nồi nồi nước đang đun không? Thật? Trời ơi, không lẽ nó định trụng nước sôi cô Diệp luôn trời ơi. Mà nghĩ làm sao câu chuyện bự vậy mà nó lấy cái nào tôi hiểu vậy? Không lẽ nó muốn cắt từng phần một phần hả? Trời ơi. Trời ơi. Cô Diện, cô Diện, đưa cô Diện trời, đứng nhanh, bảo vệ cô Diện, nhanh, bảo vệ cô Diện, nhanh, cho cô Diện, bỏ lên, bỏ lên, sửa thuật, cho một phút, đừng quay, để bố con, ngồi xuống. Tụi mày làm cái gì? Cái chuyện gì vậy? Cô bình tĩnh, để con đi. Chuyện ma quỷ ta rành lắm, hãy nhìn đi. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Benzema. Cái gì vậy? Mày bị bắt ma hay là con đó anh? Xin lỗi. Con bảo cô ngồi xuống. Ôm con là, trưng, phong, phong, phong. Bị cái gì vậy? Nó bị tâm thần hả? À, con ma chứ nói tiếng người à, không sao đâu. Trời ơi, trời ơi. Cô ta đây. Nó không sợ tội của ta. Cô bình tĩnh, cô ngồi xuống vậy? Đi. À, được rồi, ý cô nói đồ giả đúng không? Được rồi, đi chứng tỏ cô xem phải đồ thiệt. Anh đi. Cô chung cha cay quá, mày cay quá. Trời ơi, trời ơi. Cô này nó là ca sĩ. Cái này gì? Cô ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Hóa ra mày hát ma ca sĩ à? À, tôi biết rồi. Mày hát cái gì ở dưới địa ngục? Tôi biết rồi, ý bà ma nữ này là muốn nấu xôi trụng cô Diễn đúng không? Trời ơi, đúng không? Trời ơi, nấu xôi thì trụng ma nữ bì á. À, ma trụng tôi, ai đi tắm chân cho tao à? Trời ơi, thôi, bị khùng không? Thằng mày có bị khùng không? Cô Diễn về đây với tôi. Thôi, sao cô lại về bên ma vậy cô? Tôi chứ đâu mà đi kiếm chuyện với người ta, lại sao? Con này nó là ca sĩ. Ủa người à? Người. Hả? Với lại gì? Nó mướn nhà ở đây nè. Nhưng mà mỗi lần nó ký hợp đồng là nó đi một lần là mấy tháng. Cho nên tụi mày không có thấy nó. Trời chứ ơi. Nó ở đây. Nó là người. Là người à? Mệt lắm hả? Người à? Bảo sao xinh thế? Rồi sao không tới đâu? Sao mỗi lần bà đi đâu có thấy bóng trắng mà vừa đi vừa hát vừa ca âm thầm nữa? Ờ đúng. Đúng rồi. Thì tôi là ca sĩ, tôi mới hát chứ nên tôi đọc chuyện với người nghe à. Nó ca sĩ trẻ, nó muốn mặc cái gì, nó mặc. Tôi có bận quần đây mà. Không nhìn. Ê quên. Hả? Cái mắt của mày. Cái gì vậy? Ủa, tào lao quá. Rồi sao? Vậy sao? Ca sĩ à, cho là quay lại đi. Tao nói tao mệt quá, tao rất coi. Chị có thể ký vào gối của chị để em tối về em mang về em ngủ được không? Không thật quá. Gối đi về, gối tào lao. À mà khoai nữa. Cái nồi là cái gì? Ừ, đúng rồi. Cái gì vậy? À, thì chị... cái nồi này hồi tôi tính nấu cho chị Diện ăn. Thì tôi đi ra nấu cái gì đây? Nấu cái gì? Nấu bắp. À, nói cho nó rõ. Nấu bắp à? Bắp à? Bắp. Sao nóng vậy? Đúng mùi bắp rồi. Thì đang nấu. Thôi, để nó đây rồi. Chín chưa? Chưa. Chưa thì thôi. Thế thì bật ga lên cho nó chín đi. Thôi, khỏi mong nổi. Ha, hồi nãy á, tao mới bị quýnh ngoại đó. Mà tao không biết ai bị quýnh, tụi mày biết không? À, thì ra là cô Diễn với ba thằng đánh. Trời ơi. Ê, sao mày biết ba thằng mày? Không đó. Không phải cô. Con thằng bạn con hiểu ý mà. Ba thằng đánh tức là ba của thằng tên là đánh. Đúng rồi. Đúng rồi cô. Bây giờ tụi mày đi kiếm ba của cái thằng đánh cho thiết. Dạ. Đúng rồi, phải thử nó. Đúng rồi. Con cầm cái bắp ra, con đập đầu của nó. Lấy bắp, lấy khí, đập vô con mắt nó cho nó mà đập. Đúng rồi cô. Nhưng mà một chai không đủ đâu. Đúng. Cái gì? Nguyên nồi đi. Ừ, đi. Khoan à, phòng đối diện mình là cô ca sĩ. Đẹp quá mày ơi. Mà may quá, bên cùng sân lương thực. Quà đánh ma. Tuyệt vời. Chắc tao có ý đồ của bà quá. Nội bị chưa? Không, tức là làm bạn thôi, mày khùng quá, mày nghĩ gì vậy? Bây giờ mày cầm cái này mình dẹp vô đi là lát bà Diễn mới thấy nó đốt cuốn mà mình bò đầu thôi. Vô. Chị Diễn, cái gì? Em hỏi này, ba nói là ai vậy? Ba thằng đó nó quậy nhất xong rồi nó mướn xưa nhà của chị á. Nó tên là Phúc Lộc Thọ. Phúc Lộc Thọ? Ừ. Nhìn ba bước chân trên đường. Nam mô Thất Thi Bá Phân. Chị Ly
Đi nào. Theo là gió. Ly nhiều loại ly. Ngươi là ly đến từ phương nào? Chị ly bên đây nè. Chị mê ly nè. Nè chị mê ly. Tôi đây. Trời ơi. Chính nhờ ba đứa cái mà trong điện phòng chị chỉ thương á. Ta đứng ra đảnh ra chị. Mình giải quyết kiểu là không đi. Họ nằm thắng qua bệnh. Họ lừa mày. Tao sợ mày à? Mày mà cũng đứng cái gì người mày như này mà mày cũng đòi tham gia trận chiến. Tao có gì mà tao sợ hả mày? Vô mày. Thì như cũ nha. Rồi. Sẽ có những sóng gió phía trước. Hai. Cố gắng bước qua ba. Không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi. Hai. Hãy nói tôi yêu ba. Mọi người. Yeah. Một anh. Có gì không? Anh biết gì về chị không mà sao biết? Ơi, thật ra là anh biết lại mình đó gì mà khổ tên là Melly biết là biết mà quá có tên với gai thì giống con tôi mày anh có gì đấy cái là cái làm gì duy không có cỡ đây nhắc tới không có cỡ cỡ ui thật ra là trời ơi, không có gì. Đừng có hỏi tới nữa mày. Không có gì.